Tất cả các sản phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp được sử dụng hiệu quả. Cách làm này đang được anh Trần Văn Quang, một nông dân trẻ tuổi ở xã Bản Vược, huyện Bát Sát thực hiện với kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng để nhiều thanh niên có thể học hỏi làm theo. Toàn bộ chất thải chăn nuôi ngựa, anh Trần Văn Quang đều thu gom, ủ với chế phẩm vệ sinh, tạo nguồn phân bón hữu cơ để bón cho rau lúa và đồi quế. Quá trình nuôi ngựa ít bị dịch bệnh hơn các vật nuôi khác. Nguồn thức ăn cho ngựa được tận dụng một cách hiệu quả nhất. Tận dụng được tất cả, không bỏ phí đi một cái gì cả. Cây lúa thì tận dụng được cái rơm để cho chăn nuôi ngựa và nương thức ăn. Còn nuôi ngựa thì tận dụng được cái phân đấy, lại bón ngược lại cho đồng cỏ và ruộng lúa, rau màu. Phát triển mô hình kinh tế đa mục đích trên diện tích gần 10 hectare đất đồi rừng. Gia đình anh Quang đang trồng quế và cây màng tang theo hướng liên kết. Hạt màng tang được hợp tác xã tại địa phương thu mua, chưng cất tinh dầu. Quế sẽ được chăm sóc theo hướng hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. Để đất chống đồi chọc thì nó sẽ bị lãng phí và không có thu nhập. Nên là em trồng rừng để tính lâu dài hơn thì trồng quế theo hướng hữu cơ. Nên là cũng không lo về đầu ra mấy. Vì không phun thuốc bảo vệ thực vật này, không phun thuốc trừ cỏ thì cái đầu ra nó sẽ ổn định hơn. Năm nay xã Bản Vược dự kiến đạt thu nhập bình quân khoảng 41 triệu đồng một người, tăng hơn so với năm trước gần 3 triệu đồng. Đóng góp vào kết quả này có những mô hình kinh tế nông nghiệp đa mục đích mang lại nhiều giá trị nhờ cách làm của anh Trần Văn Quang. Chúng tôi sẽ triển khai đến tất cả các thôn và sẽ nhân rộng mô hình này. Chúng tôi cũng đang triển khai các lớp về chăn nuôi ngựa cũng như chăn nuôi đại gia súc, thì chúng tôi cũng sẽ triển khai nó sẽ dễ dàng hơn. Bà con đã đến đây học tập từ 2-3 tuần trước rồi. Thì bà con cũng đang có ý kiến với ủy ban nhân xã là làm nào để cho bà con tiếp cận được nguồn vốn thì sẽ thực hiện cái mô hình này. Mô hình kinh tế nông nghiệp đa mục đích không phải là cách làm mới, nhưng nhờ áp dụng một số kỹ thuật mới trong chăn nuôi đại gia súc và phát triển kinh tế đồi rừng nên tính hiệu quả cao hơn. Cấp ủy chính quyền địa phương xã Bản Vược sẽ nhân rộng mô hình này để góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân.